chào chị. Ok. Em có gọi điện và hẹn chị ngày hôm nay em sẽ đến và sẽ mời chị tham gia một chương trình trải nghiệm của thương hiệu mới của GFP Corporation ạ. Lần đầu tiên thì xin được gửi lời cảm ơn diễn viên Lã Thanh Huyền. Rất là bận rộn công việc nhưng mà đã vì lời đề nghị của ekip nên là đã sẵn sàng là dành thời gian để cho ekip được mang đến một cái thử thách nhỏ trong vòng 10 ngày đối với thương hiệu Help Slim. Còn đối với những người mà giống như chị em mình, giống như kiểu chỉ cần giảm 1 đến 2 cân hoặc 3 cân thôi thì chỉ cần sử dụng một ngày 2 lần mỗi lần. Một vào gói nước vào ấm. Nước ấm. Vào nước ấm. Giờ chị sẽ uống thử. Có cái vị thanh thanh, chua chua nhẹ, rất là dễ uống. Đây thì chị Huyền sẽ trải nghiệm sản phẩm mầm ngũ cốc để xem là cái vị của nó sẽ như thế nào nhé. Sản phẩm này thì sẽ được hòa vào nước sôi khoảng 80 độ C. Ôi, mầm này rất là thơm này. Mở ra đã thấy mùi thơm chính rồi. Chính xác ạ. Rất là thơm. Chị cũng đã sử dụng rất là nhiều loại mầm ngũ cốc khác nhau rồi. Ví dụ như là những mầm ngũ cốc rất là nổi tiếng mua ở châu Âu nữa. Thậm chí là sử dụng thay cho bữa ăn chính ấy. Của cái sản phẩm khi đi vào trong cơ thể sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái này uống ngon đấy. Dạ. Thậm chí là ngon đấy chứ không phải là dễ không uống là, nữa đúng không? Đúng và thậm chí là ngon luôn đấy. Bởi vì là thương hiệu Hope Slim thì mong muốn rằng là sản phẩm mầm ngũ cốc Hope Slim có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn lành mạnh cho người Việt Nam. 54 kg ạ. Bây giờ sẽ là số đo trước khi sử dụng Hope Slim. Trong mấy nhỉ? 67 ạ. Hiện nay vòng eo của chị Huyền đang là 67 cm ạ. Và bây giờ thì chúng ta đã quay trở lại với ngôi nhà xinh đẹp của nữ diễn viên Lã Thanh Huyền để xem là sau 10 ngày thì cô ấy đã thay đổi ngoạn mục như thế nào nhá. Hello chị, em đã quay trở lại đây. 10 ngày mà em có cảm giác như là hình như là chị trẻ hơn đấy. Rồi chúng ta sẽ vào kiểm tra nhá. Thì khi mà chị sử dụng cái thử cái sản phẩm mới Hope Slim này ấy, nhưng mà không nghĩ là nó vẫn có cái tác dụng nhanh và thực sự là nó hiệu quả đến như thế. Vì bản thân như chị thì chị vẫn giữ cái thói quen ăn uống bình thường, tức là cũng không giảm ăn và mình cũng tập luyện như mọi ngày, tức là không thay đổi cái chế độ sinh hoạt và chỉ dùng thêm Hope Slim. Bởi vì có những lúc mà mình muốn detox cái cơ thể của mình, muốn cho cơ thể của mình nó nghỉ ngơi, không cần phải quá nạp nhiều năng lượng, thì chị có thể dùng mầm ngũ cốc để thay cho những bữa ăn chính trong ngày. Ví dụ như là buổi sáng thì chỉ cần pha một cốc mầm ngũ cốc uống trước khi đi làm là đã đủ năng lượng rồi. Buổi trưa chỉ cần ăn một bữa nhẹ, và buổi tối thì cũng uống một ly mầm ngũ cốc và không cần phải ăn tối nữa. Thì thấy cơ thể mình thứ nhất là nó nhẹ nhõm hơn, thứ hai nữa là nó giúp cho bản thân những người muốn giảm cân sẽ không bị mệt, không bị cảm giác đói. Sẽ thử xem nào ạ, mời chị. Cân nặng bây giờ là 52.5 kg. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ xem là vòng eo của chị Huyền giảm được bao nhiêu cm nhé. Wow, 62 cm. Thực sự là rất là bất ngờ bởi vì là không nghĩ được là những cái con số nó lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Quả thực là ấn tượng đúng không chị?